Hello em, chào mừng em đã trở lại với channel Mr. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay với từ game hai tập báo vương em ạ. Rồi, anh em nào mới đến kênh của Mr. thì cũng như mọi lần, hãy đăng ký kênh của Mr. nha. Rồi, tiếp tục, chúng ta là tiếp tục. Đây, chúng ta sẽ quay con ạ. Mr. T, S8 nha em. Ok, rồi, hôm nay nó đã lên được level 95 anh em ạ. Đây, thằng này sẽ show hàng cho anh em xem thử coi level 95 là chúng ta sẽ lên được những cái gì. Trước tiên là chúng ta check bảng xếp hạng nào. Ui dùi, anh Tài hiện tại đã lên VIP 14 anh em ạ. 11 me rồi. Thôi, tặng nhanh Tài một like nào. Hiện tại mình đang 93 nha. Thì hôm nay lên được level 95 thì không biết lên được 10 me không. Ok, lúc này mình sẽ tiếp tục mình up nha. Đấy, thì vẫn còn Mr. T ở một số chỗ. Đấy, Mr. T này. Ok. Rồi, chúng ta check sơ lại những cái sự kiện để chúng ta nhận quà nha anh em. Rồi, hôm nay là ngày thứ 16 đúng không? Thì chắc cũng chơi được tầm 14-15 ngày đó anh em ạ. Ok, quà khá là nhiều nha. Chúng ta nhận quà cơ bản tí rồi xong lắc nữa. Phải có quà thì chúng ta mới bắt đầu đi up lực chiến được anh em ạ. Đây còn 1 giờ này, 1 giờ thì hiện tại đúng không? Quậy anh em ạ. Còn 1 giờ thì chúng ta tranh thủ mà đi thôi. Cái này nó không cho đứng ở ngoài bấm bỏ qua nhanh thì nó sẽ tiện hơn nhỉ. Z à, thịt mấy em Z này luôn em ạ. Chúng ta leo hàng 1 nha. Thằng top 1 thì chúng ta kiếm được mười mấy mảnh SSR nha anh em. Để dạo này khan hiếm quá, hôm qua mới lấy Akinu R về chúng ta lại bỏ xó không chơi được thì thôi chứ. Vẫn còn chơi được hình SSR anh em ạ. Pop. Đấy, dạo này có những cái bản nhạc nền khá là hấp dẫn cho anh em nghe nha. Dạo này mới săn được vài cái bản nhạc nền anh em ạ. Anh em nào mà xem thì thấy cái bản nhạc nền nào hay thì để lại comment ở dưới thì mình sẽ thường xuyên lên những cái bản nhạc nền đó cho anh em nha. Hôm nay sẽ lên cái bản nhạc nền ỏi e đấy. Chúng ta tranh thủ leo anh em ạ, chứ không lắc nữa lại quên. Rồi, còn 4 lần nữa thôi. Không biết tập mấy rồi. Đấy thì thông báo cho những anh em nào mà đang chơi iPhone hay điều hành iOS thì hiện tại game này nó đã có mặt ở trên App Store. Anh em mà tranh thủ lên tải về nhé. Tuy chơi hơi lắc anh em ạ. Nãy mới tải về test thử thì chơi trên iOS hơi lắc nha. Thì chúng ta thấy chơi trên bản web thì thấy nó ổn hơn đấy. Rồi hiện tại đã hạng 5 nha anh em, lên top 1 khó khăn quá, khổ quá mấy ông ạ. Ok, lát nữa sẽ ra thông báo cho anh em một tin khá là buồn ngày hôm nay. Đó là chúng ta đã bị lỗi từ dòng dưới xe ở cái đấu trường thánh chiến anh em ạ. Hai lần chúng ta đã gặp những cao thủ khá là ẩn mình nấp mình, cầu thủ VIP cao quá nên đánh không lại đâu ạ. Hạng 4 à, 810 à, ui thua tới 700 luôn ạ. À. Ok, chúng ta lại giành giật top 1 thôi. Đấy, hỏi e cũng khá là hấp dẫn nha. Top 2, top 3 nè mà. Rồi, chúng ta là phải mua lượt quẩy thôi. Rồi, đấy thì chúng ta đã lên lại top 1 rồi.
đây, để xem nữa coi. 815 đúng không? Thôi. Chúng ta phải tích tiêu kim cương để lấy hạng mục cho nó chắc chắn đây mà. Thời này không biết như thế nào đâu, anh em dạo này ẩn mình ghê lắm. Có thể tập kích chúng ta bất cứ lúc nào. Thay vì đó là chúng ta hãy tập kích trước đây mà. Chúng ta tập kích trước thì chúng ta đỡ phải canh giờ nha. Mình cứ đứng ở trên top 1 đấy thôi. Để anh em khỏi phải sau đó tính toán thích chơi đâu thì chơi anh em ạ. Rồi, chết top 1 chứ nào. Rồi, hiện tại đang là 867 nha. Cũng khá là an toàn. Ok, đây. Đây, đồng hồ báo cho anh em một cái thánh chiến Morifort. Hiện tại chúng ta đã gặp Tùng Lê và chúng ta đã bị lỗi. Trận chiến của chúng ta giữa 90 và 96 nhưng mà mình bị lợi lên em ạ. Thôi, thì ông bà ta có câu là vấp té chỗ nào chúng ta đứng dậy chỗ đó. Chúng ta là tiếp tục con đường ấp lực chiến để chúng ta sẽ chơi ở mùa sau. Thì mùa sau thì ở tuần sau nữa em ạ, không có gì phải xoắn cả. Thua kêu này ta bày kêu khác. Đó là câu cha, câu ông, câu tục ngữ mà cha ông chúng ta đã đi lại. Rồi, đây, trước tiên là chúng ta phải nhận thưởng các kiểu con đại điểu đó nè. Tại đang 95 nha anh em. Thì cuối tuần này lên được level 100 cho anh em xem nha. Đấy, chúng ta tiếp tục tích tắc mà up cấp tài nguyên chúng ta. Chúng ta lấy tài nguyên hết đã, rồi xong lát nữa chúng ta mới bắt đầu đi level up được anh em ạ. Rồi, khá là nhiều tài nguyên nha. Nhận thử cách nào. Đây, phụ bản này. Phụ bản trang bị. Ui, có ai mới nữa kìa anh em ơi. Khá là chất lượng nha. Game này ra đã được 3 tuần. Thì tuần thứ 3 cũng không có sự kiện gì đặc biệt anh em ạ. Cuối tuần này nó sẽ có một cái event lọc thẻ nhé. Xin thử event lọc thẻ sẽ được những quà gì. Hiện tại chắc SSR thì cũng đã sắp full hết 5 sao rồi nè mà. Chúng ta lại tiếp tục tranh thủ đi nuôi UR thôi. Hôm qua mới săn được con Akainu UR thì để chúng ta từ từ nuôi nó lên nè. Không có gì phải sao đâu anh em à, chúng ta cứ tốc tốc mà chơi thôi. Những anh em nào mà chơi lập chiến chưa được cao thì chúng ta cứ từ từ chơi nha. Game này chơi lâu dài mới ra cả 3 tuần thôi em ạ. Không có gì phải sẵn đâu. Đấy, cũng được khá tài nguyên rồi nha. Con ạc này sắp up lên được 5 sao hết rồi. Đội hình chính sắp lên 5 sao hết rồi. Full 5 sao là chúng ta lại phải ngồi chờ đợi. Thì thấy vì lúc ta chờ đợi chúng ta lại đi up UR thôi, không có gì hết. Đấy, tài nguyên đúng không? Thí luyện. Đây, thí luyện thì để coi. Đi luôn em ạ. Hai ngăn cản à. Năng lực mà Sanji muốn nhất là gì? Đó chính là quả mô phỏng trái trong suốt à. Đây, Sanji thì chắc lấy trái trong suốt đây anh em ạ. Lấy trái trong suốt để mà anh ấy đi soi gái đấy. Đấy, đúng rồi. Thánh mê gái mà. Ok, rồi chúng ta tạm thời để đó thôi. 140 à, ok, mua luôn chứ. Ngăn cản nữa rồi. Ai có năng lực ra quỷ Toritori hệ Zon. Hệ Zon là chắc cũng có Macro thôi. Đấy. Đây, chúng ta lấy cái này cho anh em. Một bước là chúng ta lấy được cái cục này.
Và chúng ta đi hai bước là chúng ta lấy được 50 KC. Đó là 50 kim cương. Sắp về bờ rồi anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ dùng cái thẻ hút vàng này nha. Hút lúc. Úi dồi. 6 điểm mà gặp ngăn cản nữa rồi. Người dưới sân dây chân dép cho ai nữa. Câu này không thể xa anh em ạ. Anh em nào mà xem quang bích thì không thể xa được những cái câu này đâu. Đấy, một vé chiêu mộ cao cấp. À, nay quên mua anh em ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ có một cái bài hướng dẫn cho anh em về cách đi cái này nha, có lợi nhất. Chắc để tập tầm cuối tuần này anh em ạ. Giờ này hơi bận lắm thì chúng ta tranh thủ chơi, chúng ta tắt máy ợp và làm việc công việc riêng nữa anh em ạ. Ai đây chưa từng làm nô lệ cho Dragon? Dragon à? Tiger à? Tiger là ai nhỉ? Thôi, chọn phương án A nè. Ui dồi, câu này thật sự không biết em ạ. Rồi, úi dồi ôi, cầu đỏ đỏ này. Rồi xem thử coi chúng ta đi hết nhiệm vụ nha. Còn boss nữa, đi boss nữa, đi boss nữa. Đồ, tàu trên biển nha. Thôi, mấy cái này lát nữa mình sẽ đi sao nha em. Thám hiểm hàng hải. Xem có ai trợ thủ hay không. Không có. Tập kích à. Ui, con boss này còn 6% anh em ạ. Thưởng à, bạn xếp hạng này. 6% là chúng ta đánh cái chết hay không đấy nhỉ. Để xem thử coi, thử ngon hay không. 12 mảnh vỏ sò cam và 32 mảnh vỏ sò tím à. Để là chúng ta đánh được con này bao nhiêu phần trăm nè em ạ. Thử nha. Ui từ từ, đây chúng ta năng lực chiến cái nào. Năng lực chiến cái chúng ta vô đập boss nó lấy top 1 nha. Chín nè. Ui dồi, còn thiếu 200 nữa. Thể thuật à. Rồi, thể thuật chúng ta sẽ nâng cho em nào đây. Này, thể thuật nâng gần full rồi, nên nâng khó lắm. Đấy. Rồi, lát nữa mình đem qua mình nâng con Ice. Rồi, nâng luôn cây con này thôi. Đấy thì cuối tuần này lại có thêm một cây vũ khí cam nữa này mà. Nó vừa bán. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đột phá luôn con nào đây. Đột phá Acer nha anh em. Con này đang là cấp 150 rồi. Acer đang 140. Rồi, chúng ta có 83 ca thẻ tím vừa đủ luôn em ạ. Đột phá nó luôn. Chúng ta lại hết thẻ nâng cấp rồi. Đây, tinh luyện em này thôi. Ui dùi, đang thế. Thôi thì chúng ta tinh luyện đỡ em Kurodai thôi. Cho nó trâu trâu tí này mà. Quý cộng gì cái 94 lực chiến trời. 247 nhé. Thật là thảm anh em ạ. Đấy, phải cộng lên 3.400 rồi các kiểu lập chiến nó mới chạy được cho chúng ta chứ. Rồi, ok.
ra ngoài chúng ta xem đây Sabu còn nâng được cái gì nữa đây, không nâng được gì hết. Trước tiên là chúng ta xem thử cái lực chiến của chúng ta đang là nhảy lên được 3.6 364. À nãy chúng ta quên nâng sò nha. Vậy nha anh em, mấy sò này cứ từ từ nha. Chúng ta đi nâng sò của này lên level 20 đi nè. Đây. Tại con này có tinh luyện lên rồi. Phải lên level 20 nó mới bắt đầu nó cho chúng ta nâng sao lên được. Đấy, 20 này. Chúng ta tinh luyện mấy cái này cho nó lên như này, ví dụ như HP lên được 1% này. Đấy, lực chiến nó lại nhảy cho chúng ta chứ. Ui xử, mới 17 à? Thiếu à? Ok, thiếu tí nữa. Đây, chúng ta lại đi vào chủ đề chính nha. Chủ đề chính đó là hôm nay lên level 95 thì nó mở cho chúng ta được một cái cộng hưởng tiếp nha anh em. Đây, để xem thấy con hôm nay cộng hưởng lên được bao nhiêu nha. Hiện tại là lực chiến nó là 9367 đúng không? 9367 hôm nay chúng ta sẽ nâng lên. Đấy, công cộng 490. HP cộng 7k anh em ạ. Khá là ngon, công cộng 500 kìa. Chợ HP cộng 7.000 đấy. Ui dù ôi đã thế nhờ. Lên level 100 nha. Cuối tuần này chúng ta lại cộng thêm khá là nhiều chi tiêu đấy. Số thế này là lực chiến nhảy lia lịa thôi. Rồi hiện tại đã lên được 97 rồi em ạ. Ui ngon thế nhờ. Xem nào 97 đúng không? Biết lên được đủ 10 mê không? Chắc tư đồ tới nào. Để chúng ta ngắm nghía lại cái sọ mình tới nha. Hiện tại là nãy đang kiếm được sọ tím mà 12 mảnh nè. Rồi chúng ta vào đam con boss này luôn em ạ. Xử luôn con boss này nha. Con này 6% mà. Test thử coi đam con này một cái là nó được bao nhiêu điểm nha. Mà. Rồi chúng ta mua hai lần nữa nha. Quốc lục. Quýt còn 1% kìa. Rồi 1% thì thịt em nó luôn chứ để làm gì nữa này mà. Đấy, xử lý được con boss này nha. Chúng ta đi ra nhận thưởng thôi. Chúng ta sẽ được 14 cái bánh vỏ sò cam anh em ạ. 34 bánh vỏ sò tím. Khá là ngon nha. Ta đang cần lắm. Chúng ta cần lắm. Chúc mừng. Đây hạng 1 này đấy, 6.000. Đã vỏ sò. Khá là chất lượng nha anh em ạ. Không sao. Chúng ta phải như thế thì boss nó mới chết nhanh được. Bỏ sò này. Tiếp này anh em ạ. Không biết ra được cái mảnh bỏ sò gì đi. Ui dồi ôi, ra chi cái này. Cái này có dùng đâu. Này bỏ mảnh bỏ thò sò âm thanh anh em ạ. Khá là buồn. Chúng ta có được cái một cái mảnh bỏ sò. Nhưng mà hiện tại em ấy ra không đúng ý rồi.
Rồi, thế thì chúng ta up full cái này lên thế nào. Này nãy ra cái bộ này đúng không? Âm thanh nè, âm thanh là tỷ lệ combo à. Âm thanh là chắc cho Akainu thôi. Ok, cũng được, cứ để dùng tạm thôi anh em ạ. Đây không có à, đây chúng ta nãy đi nâng sọ nè, đây nâng con này lên 2 sao đó nè. Tiên là phải cho em ấy lên cấp 20. Đấy. Tăng được 5% HP, quên lộn, 1% con. Đấy, cũng khá là cơ bản, ông áp đấy nha. Cái này không có mảnh để tăng nha. Một sao là hết rồi. Rồi, chúng ta quay trở lại với cái bộ Acer. Rồi, nâng bộ này full đi nào. Đấy, lên được 20 lật chiến luôn. Khá là ngon nha. Đây, hiện tại con này đang dùng bộ gió nha nè. Gió nó không ngon được, chúng ta thử coi. Bộ nước đúng không? Đây, để ráp con này vào bộ nước thử coi. Nước mới được 4 cái à. Chưa đủ được, chưa đủ đồ để mình chơi chơi nha anh em. Rồi, tạm thời cứ cho em nó dùng bộ gió đỡ thôi. Ok, lực chiến đã lên được 97. Xem nào, có còn có gì để lên nữa hay không? Ta đi chợ nha anh em. Đấy, công mã là mua hết anh nha anh em. Không chừa một cái gì cả. Đây, này thì khuyến mãi. Đấy mua luôn. Nhưng chơi mà xì gì mới ra nè mà. Đây là tiếp tục up Luffy. Ui, chiều đi mưa về cả mắt anh em ạ. Hơi khó là khó chịu luôn rồi. Rồi, tu luyện cho nó ăn cái nữa coi. Đấy, xanh xanh là mình vui à. Tiềm năng à, tiềm năng đang thiếu nha. Tí nữa là lên được 10 me rồi. Rồi, đang kẹt cái ải phòng thí nghiệm búp này nha anh em. Đang đi cái phòng SS mà đang kẹt cái ải Bohan Kut KC. Rồi, sau khi up cấp xong thì chúng ta thử xem để xin nắm đánh nó như thế nào nha. Không biết có trâu được thế nào hay không. Đấy, Luffy Dam tới một trăm mấy ngàn này mà. 103 ngàn. Đến bên này mạnh thật sự. Nó chọn một cái mà ai chúng ta 60k HP mà mất máu liên tục. Trời, Luffy hóa đá đấy kìa, sao mà đánh được. Đấy. Ok, trận này chắc chưa bị nhòi.
Sao sao lại đánh chồng vậy? Bo ăn cút này sắp win rồi em ạ. Chắc trận này sẽ win đấy. Chúng ta bấm qua lượt nhanh nhanh coi. Khó chịu lắm. Ui dùi, khổ thân tôi. Luffy mà gặp Ba Hancut mà đến không qua thì thôi rồi. Đấy, Kurokoda đã né được hai cái. Ngon rồi em ạ. Đấy, bảo kích lên. Ivan Kut lại búp HP, búp giáp. Đấy, 103 ca đam. Né được rồi, ngon ngon. Ui, né 5 cái né luôn kìa. Ui, bên bạn cũng né dữ dằn nhỉ. Rồi, đang 3 đấm 4. Đau thật sự nhỉ. Rồi. Rồi một mình Luffy cân 3 nha em. Không biết cân nổi hay không này. Rồi lại hóa đá nữa, đánh đấm cái gì được trời. Tí nữa qua em ạ. Rồi đánh lần nữa hôm qua nữa. Lát nữa mình sẽ nghiên cứu tiếp. Đấy 118 ca đăng. Rồi né được cái nào không? Không né được cái nào hết. Đấy, tuyệt kỹ Asura. Chém nó nào. Luffy. Chợ hóa đá nó kìa má ơi. Không qua nổi này mà. Khá là khó khăn. Tí nữa thì qua. Ok. Rồi. Sau khi mà chúng ta không qua đúng không? Vẫn là 97 nha. Sắp lên được 10 me rồi. Rồi hiện tại đang leo nhà la biển sâu đúng không? 580. Ta đánh thử ải này nha. Dạo này đánh ải khó nha. Ải càng ngày càng khó. Thật sự khó luôn đây này. Gặp toàn đâu là búp HP khá là trâu bò. Đánh thật là khó chịu đấy nhờ. Trời, Grab kìa đánh không mất máu nè mà. Khá là trâu bò đấy nhờ. Đấy chém nó đấy, ngon rồi em ạ. Trận này chắc sẽ win đấy. Trời ơi, Chopper lại búp HP nữa kìa, né nữa chứ. Đấy, cuối cùng cũng chết được một em. Rồi anh em dự đoán xem thì coi trận này Luffy có cân nổi hay không nha. Theo mình nghĩ là sẽ cân được đấy. Đấy, chết Chopper là được rồi. Hơi rủi né nữa kìa. Rồi, lại không qua được anh em ạ. Rồi, thì tạm thời chúng ta lại tới đây thôi. Chung cũng khá là đẹp rồi. Lên level 95 mà bảng xếp hạng của chúng ta lại lên 97, lên 95, 97 cũng khá là đẹp anh em ạ. Rồi, tạm thời chúng ta cứ để đồ hình như thế này thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nha.